hát bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng là văn minh rần rú. Mới đây, trên trang cá nhân của Phạm Minh Vũ, một thành viên cộm cán của tổ chức khủng bố Việt Tân, đã đăng tải bài viết xuất khẩu văn minh rần rú với nội dung chê bai cổ động viên Việt Nam trong trận đấu Việt Nam và Nhật Bản, đã thể hiện sự kém văn hóa, văn minh rần rú khi cổ vũ nhiệt huyết và hát bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sân vận động của nước bạn, khiến cảnh sát phải cử một đội cầm bảng nhắc nhở bằng tiếng Việt. Thật không hiểu văn minh rần rú mà anh chàng tự xưng là yêu nước này nhắc tới là gì. Nhưng thử hỏi có cổ động viên của nước nào đi xem đội tuyển quốc gia của mình thi đấu lại không cổ vũ cuồng nhiệt khi đội mình ghi bàn? Chẳng lẽ việc bày tỏ lòng yêu nước là kém văn hóa hay sao? Ở Anh, cổ động viên dường như rất ít khi ngồi ghế. Suốt 90 phút của trận đấu, họ luôn ồn ào. Chưa bao giờ hết ồn ào, họ liên tục hát để cổ vũ đội bóng và bất kỳ cầu thủ nào mà họ yêu thích, thậm chí là ghét. Ở Nam Phi, tại World Cup 2010, các bạn sẽ không thể nào quên được âm thanh của kèn Vuvuzela với tần suất vượt qua cả xe ben chạy ngoài đường. Đã có sự lo ngại về âm thanh đó, đã có ý kiến nên cấm cái kèn đó, nhưng rồi, tiếng kèn vẫn vang lên khắp các sân vận động, trong các trận đấu World Cup, để rồi cả thế giới biết về cái kèn đặc trưng của Nam Phi, biết về một phần nền văn hóa nơi đây. Dù đúng có việc cảnh sát Nhật cầm bảng nhắc nhở cổ động viên Việt Nam, nhưng ở góc quay khác, chúng ta cũng thấy cổ động viên Nhật hô hào khi đội tuyển của họ ghi bàn. Chưa bàn cãi việc đúng sai trong việc cấm cổ động viên cổ vũ của phía Nhật Bản, nhưng rõ ràng việc cổ vũ cho đội tuyển quốc gia của mình không thể đánh giá là kém văn hóa văn minh được. Suy nghĩ đó có chăng chỉ lóe lên ở những kẻ không có tổ quốc mà thôi.